Ok, mình xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hello. Cũng để một khoảng thời gian rất là lâu rồi thì mới quay lại về chủ đề hướng dẫn làm đầu máy. Thì hôm nay đây là lần thứ tư mình ra video về chủ đề này. Về đầu máy hôm nay mình sẽ làm đó là mình sẽ tiếp tục cái series này nhé, vẫn là các nguyên liệu như cũ nha, hiểu bút lông và kiện. Ủa xin cảnh mới không? Đó. Thì đây 19R thì có thêm chữ R nữa nhỉ, ở phía dưới. Thì nói chung là loại đầu máy này chắc chắn thì sẽ hơn đây 19E loại nguyên bản một chút rồi đúng không? Thì đây 19R thì loại đầu máy này sử dụng khổ ray là 1435. Hôm nay mình quyết định xin làm về loại đầu máy này. Ok, thì tất cả cái nguyên liệu chính ngày hôm nay để có hết ở trên bàn này rồi. Thì đơn giản mà mình sẽ bắt đầu làm thôi. Let's get it. I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said.
Đây thì các bạn đã thấy các nguyên liệu mình đã vẽ sẵn này, những cái bản vẽ mình đã vẽ sẵn này. Nói chung là mình cực kỳ thích cái màu của cái loại đồ máy này. Xem 19ER20 đây là. Chắc chắn sẽ không thể thiếu cái khung này rồi, dành cho những bạn nào mà đã làm tàu lâu năm. Đây. Đây là cabin trước, cabin sau, hai bên mặt. Và tất cả các nguyên liệu như bút, viết, thước, máy làm lại cuộc đời cũng kêu trong. Ok, mình bắt đầu làm thôi nào.
Thì đó chính là tất cả những gì liên quan đến D19ER của ngày hôm nay. Thì nếu các bạn thích video thì hãy like video và chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói chung là đơn giản mà, các bạn hãy cố gắng làm thật đẹp và show cho mình xem nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn, đã xem video. Thì hẹn gặp các bạn vào một ngày sớm nhất ở những cái series mới tiếp theo nhé. Không biết tiếp theo mình sẽ làm về đầu máy gì đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.